Thưa quý vị, tối nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022. Cùng đến sự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Qua 17 năm tổ chức, đến nay, giải tiếp tục nhận được sự tham gia chủ động tích cực, hào hứng của 18 liên tri hội và 35 tri hội trực thuộc. Số tác phẩm của tác giả không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là 169 tác phẩm. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải và sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các hội viên và các cấp hội nhà báo trong cả nước. Năm nay, số lượng tác phẩm gửi về dự giải báo chí quốc gia là 1.894 tác phẩm trong đó có 1.774 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo. Quá trình chấm sơ khảo được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng hướng dẫn và quy chế của hội đồng giải. 11 tiểu ban của hội đồng sơ khảo đã làm việc công tâm, hoàn thành chấm sơ khảo đúng thời hạn, đạt chất lượng tốt. Quá trình chấm trung khảo được thực hiện đúng điều lệ giải và quy chế làm việc, thể thức bỏ phiếu của hội đồng giải Đặc biệt, trong số 157 tác phẩm vào trung khảo, hội đồng đã thảo luận thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyến khích để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022.